Cậu học sinh trông rất bình thường này lại có thể một quyền vật thầy giáo ngã ngửa, khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ về thân phận cũng như thân thủ bất phàm của cậu. Thế nhưng đâu ai biết dưới vỏ bọc của một học sinh cấp 3, cậu thực chất lại là gián điệp Triều Tiên được gài vào Hàn Quốc. Tại sao một người trẻ tuổi lại phải gánh trên vai trách nhiệm này? Nguyên nhân phải kể về 2 năm trước. Bố của cậu, ông Lee Young-ho, cũng từng là một điệp viên Triều Tiên trà trộn vào Hàn Quốc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, chuẩn bị trở về đoàn tụ với con cái, ông ghé qua quán nhậu của bà lão đã chiếu cố mình nhiều năm để nói lời từ biệt. Đáng tiếc, sau khi rời đi, ông bị một đội quân cảnh sát chặn lại ở ga tàu. Biết mình khó có thể trở về được nữa, ông lấy ra tấm ảnh chụp với các con mình để nhìn lần cuối, nhưng lại bị cảnh sát hiểu lầm là phản kháng, liền một súng bắn chết. Ông Lee trở thành vật hy sinh cho cuộc tranh đấu giữa các thế lực ngầm, bị gán cho tội danh phản quốc. Dù đã bao lần vào sinh ra tử để hoàn thành nhiệm vụ, con trai Myung-hun và con gái He-in của ông cũng vì vậy mà liên lụy, bị đem nhốt vào nhà lao. Đại tướng nhìn trúng năng lực của con trai ông Lee, nên đã ra điều kiện để cậu tiếp tục công việc của bố trong đội gián điệp, tới Hàn Quốc thi hành nhiệm vụ. Đó là cách duy nhất có thể cứu em gái He-in của cậu ra ngoài. Vì vậy Myung-hun đồng ý. 2 năm sau, một điệp viên với mật danh là Bắc Đầu được giao nhiệm vụ loại bỏ tất cả các đặc vụ Bắc Hàn của quân đoàn 8 để che giấu việc các phe phái trong chính phủ đang đấu đá tranh giành quyền lực. Qua 2 năm, Myung-hun trải qua huấn luyện đã được đưa tới Hàn Quốc với danh nghĩa đào tẩu khỏi Bắc Hàn. Cậu đổi tên thành Kang Dae-ho và được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng sùng đạo giàu có. Hóa ra bố mẹ nuôi của Dae-ho cũng là những điệp viên binh đoàn 8 đã ẩn náu ở Hàn Quốc 20 năm. Bề ngoài, họ mở một hiệu thuốc bình thường, nhưng thực ra là để che giấu những giao dịch tiền tệ và tài liệu mật, còn được gọi là kết tiền của binh đoàn 8. Họ sắp xếp cho Dae-ho thân phận học sinh cấp 3. Ngày đầu tiên Dae-ho đi học, cậu tình cờ được xếp ngồi cùng một nữ sinh bị cả lớp cô lập. Trùng hợp là cô gái này có cái tên giống hệt em gái cậu, Lee He-in. Bỗng từ đâu một đám đầu gấu xuất hiện tính dở trò ma cũ bắt nạt ma mới. Dae-ho bị chúng đưa lên sân thượng và cho một đấm. Vì không muốn để lộ thân phận, Dae-ho nhịn đau không phản kháng để mặc chúng cướp ví tiền, chỉ giật lại bức ảnh chụp gia đình của mình. Tình cờ từ sân thượng đi xuống, cậu bắt gặp cô gái He-in đang chăm chú nhìn vào phòng tập vũ đạo. He-in vốn mơ ước được học múa, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ lại qua đời, nên cô thậm chí còn không có tiền trang trải học phí. Có lẽ vì cái tên đặc biệt giống em gái mình, Dae-ho thường chú ý đến He-in. Trong mỗi lần cô bị phạt hay bị bắt nạt, cậu đều âm thầm ở bên cạnh. Sự đồng hành trong lặng lẽ này như một tia sáng le lói trong trái tim cô độc của He-in. Buổi tối, Dae-ho đi học về thì nhận được một gói hàng, bên trong chỉ có một chiếc điện thoại được bọc kín. Thông qua điện thoại liên lạc, đó là lúc cậu nhận được nhiệm vụ đầu tiên của mình. Trừ khử Bắc Đầu, tên sát thủ hàng đầu của đơn vị 35, kẻ đã ra tay thanh trừng các đặc vụ của quân đoàn 8 tại Nam Hàn. Dựa vào chỉ dẫn và phương tiện đồng đội chuẩn bị sẵn, Dae-ho tiến vào một cửa tiệm bánh ngọt. Sau khi trao đổi bằng mật hiệu riêng, chủ tiệm đưa cho cậu một hộp bánh. Dae-ho moi từ trong chiếc bánh ra một khẩu súng và thành thạo lắp đạn vào. Sáng hôm sau, Dae-ho giả làm nhân viên giao hàng đến một câu lạc bộ boxing. Khi đối phương chỉ mới mở cửa, cậu đã cho chủ tiệm một cú đập cửa thần chưởng, khiến hắn không kịp trở tay. Tiếp đến là hàng loạt cú đấm và huých cùi chỏ, rồi cuối cùng là trói tay hắn lại. Dưới sự đe dọa của Dae-ho, ông béo cũng khai ra người liên lạc với sát thủ quân đoàn 35 là một tên bán thịt lợn. Nhân lúc Dae-ho không để ý, hắn cầm dao gọt hoa quả lên tính đâm lén, nhưng quơ được mấy phát đã bị Dae-ho cho ăn một đầu gối đi đời. Dae-ho theo chỉ dẫn đến cửa hàng thịt lợn để bảo toàn tính mạng. Tên đồ tể cho Dae-ho biết biển số xe của tên sát thủ, nhưng hắn ta lại không biết trời cao đất dày, lén dùng móc thịt lợn định xiên vào người cậu. Chỉ qua vài chiêu thức, Dae-ho đã trừ khử tên bán thịt lợn một cách gọn gàng. Dựa vào mảnh giấy tên bán thịt lợn để lại, Dae-ho tìm ra chiếc xe của tên sát thủ trong một bãi đậu xe. Cậu phục sẵn ở đó đợi cho tới khi tên sát thủ xuất hiện, Dae-ho liền bám đuôi theo hắn. Nhân lúc chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ, Dae-ho liền phóng lên ngang tầm với tên sát thủ. Thấy bóng người khả nghi ngoài cửa sổ, tên sát thủ quay đầu nhìn Dae-ho đúng lúc cậu rút súng ra. Thấy tình hình không ổn, tên sát thủ phóng ga phi như bay. Dae-ho đuổi theo bắn mấy phát liên tiếp làm thủng lốp xe hắn. Tên sát thủ mất tay lái đâm vào thùng nước ven đường. Dae-ho xuống xe, tiến lại gần chiếc xe tai nạn. Cả hai gườm nhau qua cửa kính xe, trong mắt đằng đằng sát khí. Nhận thấy xung quanh có nhiều máy quay, Dae-ho nhanh chóng rời đi, bỏ lỡ cơ hội ra tay giết gã. Khi cậu quay lại trường học, chợt nghe thấy He-in bị đám côn đồ kéo vào một căn phòng, không những cướp tiền học của cô, đám con trai còn giở trò đồi bại kéo rách áo của He-in. Không thể nhịn được nữa, Dae-ho đạp cửa xông vào. Đám nhãi nhép sao có thể là đối thủ của Dae-ho, từng tên bị đánh cho què tay. Tên trùm trường định ra tay thì Dae-ho đấm thẳng vào nắm đấm của hắn, cả đám không ngừng kêu gào như vừa bị hấp diêm tập thể. Dae-ho cởi áo ra khoác cho cô bạn nhưng không biết động viên an ủi thế nào. He-in sau vụ này thì đột nhiên nghỉ học, khiến Dae-ho thấy chút buồn. Trong khi trầm tư suy nghĩ, Dae-ho không để ý thầy chủ nhiệm đi đến định gõ đầu. Theo phản xạ tự nhiên, cậu bẻ ngược tay ông thầy về sau. Để chữa thẹn, ông thầy bắt cậu ra ngoài hành lang quỳ. Đến giờ ăn trưa, bọn bắt nạt băng bó đầy mình đang cố gắng húp canh và thề rằng khi tháo bột sẽ cho Dae-ho một trận bĩnh ra quần, cơ mà chỉ được cái mồm. Thấy người đến thì im thin thít. Dae-ho hỏi trùm trường có biết chỗ He-in làm việc không, hắn sợ đến mức hóc cả miếng cơm vừa ăn. Dae-ho tìm tới quán cà phê He-in làm việc,
nhưng được tin cô ấy nghỉ học để đi làm chỗ khác. Trong lúc cậu hụt hẫng vì chẳng có thu hoạch gì, thì Hae-in bỗng dưng xuất hiện trước Dae-ho để trả áo cho cậu. Cô đã cắt tóc ngắn và xin vào làm ở một trung tâm vũ đạo gần đó, để vừa có thể kiếm tiền, vừa được học vũ đạo. Nhưng điều này cần có chữ ký của người giám hộ. Vì vậy, Hae-in nhờ Dae-ho giúp mình đóng giả làm anh trai của cô. Xong việc cả hai rời khỏi trung tâm thì trời đổ mưa, đứng chung dưới một chiếc ô nhỏ. Trong phút chốc, một tình cảm yêu mến khó nói thành lời bỗng dưng xuất hiện. Hae-in tâm sự rằng cô chỉ còn một mình, không bố mẹ, không họ hàng. Cô muốn trở thành một vũ công để tự do thể hiện con người mình qua điệu múa. Cũng trong tối đó, tên sát thủ của quân đoàn 35 đã tìm ra được chỗ ở của Dae-ho. Hắn mai phục dưới hiệu thuốc cho đến khuya, chờ khi không còn khách ra vào nữa, liền tiến vào uy hiếp mẹ nuôi của Dae-ho. Để bảo toàn tính mạng của mình, bà ta khai ra mật mã của két sắt, song không ngờ vẫn bị tên sát thủ bắn chết. Đến cả người bố nuôi cũng không thoát nạn. Tất cả tài sản trong két sắt đều bị lấy sạch sẽ. Tên sát thủ lệnh cho đàn em ra về trước, còn mình thì ở lại, bởi vì mục tiêu của hắn không phải tiền mà là Dae-ho. Vừa bước vào nhà, Dae-ho đã dự cảm được điều không ổn. Cậu lặng lẽ bước vào phòng khách. Quả nhiên, một trận ác chiến chuẩn bị xảy ra. Cả hai lao vào đánh tay đôi, liên tục đấm đá áp chế đối phương, khiến đồ đạc trong nhà tan hoang. Thấy Dae-ho còn trẻ nhưng cũng không phải dạng vừa, tên sát thủ lao đến, cậu cho hắn một phát đụng trần rồi đè xuống khống chế, nhưng nhanh chóng bị hắn đẩy ra. Tên sát thủ căng thẳng vươn tay rút súng ra định bắn. Dae-ho nhanh như chớp tước đi khẩu súng, rồi dùng dây điện quấn quanh cổ khống chế tên sát thủ. Nào ngờ chân hắn còn giấu một con dao, quẹt một đường thật mạnh về phía sau khiến Dae-ho lùi lại. Cậu nhanh trí dùng lon bia đỡ được một nhát chí mạng, thuận thế cướp lại con dao, chém liên tiếp vào người tên sát thủ khiến hắn gục tại chỗ. Biết nơi này đã không thể ở lại nữa, cậu một tay vuốt mắt mẹ nuôi, cuối cùng dùng một mồi lửa đốt cháy toàn bộ căn nhà. Không còn nơi nào để đi, Dae-ho thương tích đầy mình, lê bước đến quán ăn nhỏ của bà cô rồi nói một câu, hiệu thuốc đã đóng cửa. Bà cô vốn đã định đuổi khách, nghe vậy liền biết có điều không may xảy ra với quân đoàn 8. Hóa ra bà cô thực chất là một thiếu tướng của Triều Tiên, đã sống tại Hàn Quốc 20 năm. Bà là cây đại thụ của quân đoàn 8, luôn chiếu cố và bảo vệ đồng đội. Biết được cậu là con trai của ông Lee, người điệp viên mà bà từng hết lòng giúp đỡ, liền không khỏi thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình họ. Thời gian ở cùng với bà cô, Dae-ho nhận được nhiệm vụ thứ hai từ đại tướng. Chỉ cần giành lại được 30 tỷ won đã mất của quân đoàn 8 về, cậu sẽ được quay lại quê hương đoàn tụ với em gái. Dae-ho không khỏi xúc động khi nhìn thấy em mình qua màn hình điện thoại. Cậu chuẩn bị vũ khí, quyết tâm lên đường làm nhiệm vụ. Từ thông tin tình báo, Dae-ho dễ dàng tìm đến địa điểm của mục tiêu. Lúc này 30 tỷ won đã được quân đoàn 35 đổi thành kim cương. Dae-ho một mình xông vào nơi giao dịch, liên tiếp bắn hạ từng tên một. Hàng loạt đạn không thể nào nhắm trúng được bóng dáng nhanh nhẹn của cậu. Một quả lựu từ đâu bay vào, khiến cả đám bay về với ông bà. Một kẻ sống sót ôm hộp kim cương tính trốn, cơ mà hắn tìm được điểm trốn kỹ quá. Cuối cùng Dae-ho cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong lòng vui mừng khi nghĩ đến cảnh được đoàn tụ với người nhà, cậu còn đặc biệt mua đồ làm quà từ biệt cho bà cô. Sau khi bịn dịn chia tay bà, cậu vẫn nhớ đến cô bạn Hae-in, liền tìm đến trường dạy nhảy. Thấy Hae-in vẫn miệt mài luyện tập dù trời đã tối, không muốn làm phiền, cậu mỉm cười lưu luyến rời đi, nhưng lại bị Hae-in phát hiện. Biết Dae-ho sắp trở về gặp em gái, Hae-in vừa mừng thay cho cậu vừa cảm thấy hụt hẫng, bởi vì lần từ biệt này Dae-ho sẽ không trở lại nữa. Hai người họ không có cách nào liên lạc được với nhau, tưởng rằng sau khi liên lạc được người của mình là có thể suôn sẻ về nước. Ai ngờ khi lên thuyền, nhân lúc Dae-ho mất cảnh giác, tên lái thuyền bất ngờ đâm một dao vào người cậu. Dae-ho sững sờ liên tục hỏi tại sao lại vậy. Biết được sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tất cả gián điệp không một ai được phép sống sót trở về. Cậu cay đắng nhận ra bản thân cũng giống bố mình, đều đã bị quốc gia ruồng bỏ. Trong phút giây cận kề cái chết, Dae-ho dùng dao đâm ngược lại tên lái thuyền. Cậu gục xuống, nghĩ đến em gái đang bị giam giữ ở quê nhà, gương mặt tràn đầy tuyệt vọng. Trong lúc này, một cuộc thanh trừng khốc liệt đang diễn ra. Chế độ cũ bị lật đổ, quân đoàn 35 do có người chống lưng nên đã giao hết thông tin gián điệp của quân đoàn 8 cho cục cảnh sát Hàn Quốc. Ông chủ tiệm tạp hóa sợ bị ép cung nên đã uống thuốc độc, đến chết vẫn trung thành với tổ quốc. Ông chủ tiệm bánh bị bắt, ngay cả bà cô quán nhậu cũng không thể thoát khỏi. Lúc Dae-ho quay trở lại, cảnh sát đã bao vây toàn bộ quán nhậu. Bà cô chỉ còn cách đe dọa con tin để phản kháng. Nhưng khi thấy bóng dáng của Dae-ho lẩn trong đám đông, bà hét lên, sao còn lanh quanh ở đây, mau đi đi. Để viên cảnh sát không phát hiện ra Dae-ho đang ở gần đó, bà đã buông con tin và xông lên phía trước. Vì đứa trẻ này, bà đã đổi lấy cái chết để Dae-ho có thời gian chạy trốn. Tâm nguyện trước khi nhắm mắt cũng chỉ là Dae-ho có thể sống sót trở về. Viên cảnh sát phát hiện ra bóng người khả nghi liền đuổi theo, tưởng rằng đã mất dấu của Dae-ho nhưng lại bất ngờ bị khống chế từ đằng sau. Đội trưởng hết lời khuyên can Dae-ho hãy đầu hàng, nhưng khi quay đầu lại đã không còn ma nào ở đấy nữa. Dae-ho men theo đường hầm chạy trốn. Khi tới được nhà của Hae-in thì mất nhiều máu đến ngất xỉu. Hae-in thấy tin tức trên đài truyền hình thì biết được thân phận gián điệp của cậu, nhưng thay vì báo cảnh sát, cô bằng lòng bao che cho cậu ở nhà của mình. Ở Bắc Hàn, vì quân đoàn 8 đã hoàn toàn thất bại, số tiền 30 tỷ won cũng không rõ tung tích, tên đại tướng bị tra tấn dã man. Để bảo toàn tính mạng, ông ta tự nguyện tới Hàn Quốc giết Dae-ho và tìm lại số tiền bị mất. Ngày đáp xuống sân bay Hàn Quốc,
Đại tướng dẫn theo em gái của Deho đến uy hiếp cậu, nói với Deho nếu muốn gặp lại con bé thì phải giao lại món hàng cậu đã lấy từ đơn vị 35. Dẫu biết rằng chuyến đi này là một cái bẫy, Deho vẫn quyết định lái xe đến điểm hẹn với đại tướng. Cậu để lại cho Hae-in bức ảnh mình vẫn luôn giữ gìn cẩn thận kèm một lá thư. Hae-in biết tình hình lành ít dữ nhiều, liền gọi điện cho cảnh sát thông báo địa điểm giao dịch. Viên cảnh sát ngay lập tức bố trí người đến điểm hẹn. Lúc này, Deho đã gặp được đại tướng. Thấy em gái bị nhốt trong xe, Deho giơ chiếc túi có chứa kim cương ra trước mặt đại tướng, mà không biết rằng đằng sau có một khẩu súng đang chĩa vào mình. Một tiếng súng vang lên, nhưng người nằm xuống lại là tên sát thủ đang chĩa súng vào Deho. Vào thời khắc quan trọng, cảnh sát đã kịp thời nổ súng, đại tướng và Deho lao vào đấu tay đôi. Nhưng đại tướng sao có thể là đối thủ của Deho, đã từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt, cứ thế bị cậu đấm liên tiếp mấy cú, thấy lực lượng cảnh sát áp đảo. Tên cấp dưới của đại tướng cố lết lên chiếc xe chở Hae-in rồi lập tức phóng đi. Deho đuổi theo em gái trong vô vọng, cho đến khi chiếc xe dừng lại đột ngột. Hóa ra cảnh sát đã phục sẵn từ trước bao vây lấy chiếc xe. Thấy em gái được cảnh sát giải cứu, Deho tuy không đành lòng nhưng vẫn phải quay đầu bỏ chạy. Ở một diễn biến khác, cô bạn Hae-in trong lúc được cảnh sát hộ tống đã bị người của đại tướng bắt cóc. Đại tướng liên lạc với Deho, yêu cầu cậu giao đống kim cương đó ra trước khi lão nổi điên. Biết cô bạn Hae-in đang ở trong tay lão, không còn cách nào khác, cậu dùng điện thoại công cộng gọi cho cảnh sát trưởng, rồi bảo ông ấy đưa máy cho em gái, hứa rằng cậu sẽ sớm đón cô bé, đồng thời nói với viên cảnh sát, cậu sẽ đến vào ngày mai, sau khi mọi việc kết thúc. Cúp máy, Deho đau khổ lê bước trên đường, bởi vì cậu biết mình đã không thể quay đầu được nữa. Deho lái xe đến nhà kho theo chỉ định của đại tướng. Trước khi bước vào, cậu gọi điện cho đội trưởng đội cảnh sát, rồi để điện thoại trên xe. Một mình bước vào nơi ở của đại tướng, đội trưởng thông qua định vị tìm vị trí của Deho. Trông thấy Deho một mình tới, đại tướng cười chế giễu, thứ tình cảm vô ích ấy sẽ chấm dứt đời cậu. Nhìn Hae-in bị trói nhưng vẫn ra hiệu cho cậu mau thoát khỏi đây, Deho căm phẫn nhìn đại tướng. Kẻ đã biến cậu thành một cỗ máy giết người, sau đó tung những viên kim cương lấp lánh lên không trung, thẳng tay rút súng bắn vào tên cấp dưới bên cạnh. Tên đại tướng thoát chết vì lấy cấp dưới làm bia đỡ. Cánh tay của Deho đã bị trúng đạn, cậu lùi dần vào căn phòng đang nhốt Hae-in, gắng sức cởi trói giúp cô. Trong tình thế bị bao vây, chân của Deho cũng đã bị thương. Nhận ra Deho có vẻ đã hết đạn, đại tướng ra lệnh cho lính tiến lên. Deho lúc này ném ra chiếc cặp cậu vẫn luôn mang theo bên mình, rồi kích hoạt bom bên trong, khiến toàn bộ các bình ga ở xung quanh nổ tung. Trong phút chốc, nhà kho chìm trong biển lửa cùng tiếng nổ vang trời. Deho và Hae-in trốn trong phòng dìu nhau bước ra, nhưng không ngờ vẫn còn một tên cấp dưới sống sót. Cố hết sức bám chân của Deho khiến cậu ngã lăn xuống. Vừa lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang inh ỏi. Hae-in vội chạy ra ngoài cầu cứu. Trong nhà kho, Deho vật lộn với tên cấp dưới, lại không ngờ đại tướng bò dậy chĩa súng bắn về phía cậu. Cậu nhoài người nhặt vội khẩu súng, lúc đứng lên lại bị đại tướng bắn một phát đạn. Khi Deho sắp bị hắn tiễn về chầu trời thì đội trưởng cảnh sát xuất hiện đằng sau. Đại tướng gian xảo lệnh cho Deho giết đội trưởng đội cảnh sát thì sẽ cho cậu một con đường sống. Deho liền giơ súng ngắm vào đội trưởng, nói rằng mình không thể quay về được nữa. Phút chốc cả ba rơi vào thế giằng co. Lúc này Deho nghiến răng nói, đây chính là kết thúc. Sau đó nhanh như chớp đổi hướng, bắn vào đại tướng, khiến ông ta bỏ mạng tại chỗ, nhưng cậu cũng vì vậy mà bị trúng đạn. Đội trưởng vội vàng đỡ lấy Deho. Thấy Hae-in rưng rưng nước mắt chờ đợi ở bên ngoài, cậu nở một nụ cười an tâm rồi gục xuống. Trời đất theo đó liền nghiêng ngả. Đội trưởng gấp rút lái xe cùng Hae-in đưa cậu đến bệnh viện. Suốt quãng đường đi, Deho không dám chớp mắt. Cậu nói rằng em gái đang chờ cậu, nhưng vết thương ngày càng chảy nhiều máu. Biết mình không thể gắng gượng được nữa, cậu buông lời xin lỗi đến em gái. Sau đó từ từ khép đôi mắt mỏi mệt lại. Hae-in ôm Deho trong vòng tay khóc nghẹn. Cốc nước trong tay em gái rơi xuống lăn lóc dưới sàn. Chiếc xe ban nãy còn lao đi vun vút bỗng chợt dừng lại. Cả bầu trời nhuốm màu tang thương. Cuối cùng, vào một ngày tuyết rơi trắng xóa, hai người con gái tên Hae-in với nhân duyên kỳ lạ cũng gặp nhau. Cô theo lời hứa đến đón em gái của anh đi. Bầu không khí vẫn phủ một lớp đau thương, nhưng lại ẩn chứa giây phút yên bình hiếm thấy. Rất nhiều chuyện không thể quay đầu, đây có lẽ là kết cục mà Deho mong muốn. Dùng tính mạng của mình để đổi lấy cho em gái một cuộc đời bình thường như bao người khác. Nhiều người thắc mắc vì sao từ đầu đến cuối lại gọi cậu với cái tên Deho thay vì tên thật là Myung-hun. Là bởi trong bức thư cậu gửi cô bạn Hae-in ngày trước, Deho đã thổ lộ rằng chỉ có quãng thời gian ở bên cạnh cô dưới cái tên Deho, cậu mới thực sự là chính mình. Một chàng trai còn chưa hoàn toàn lớn hẳn, một thiếu niên xuất sắc đến thế, tốt bụng và đầy tình cảm đến thế. Nếu như được sống trong hòa bình thì tương lai sẽ rực rỡ bao nhiêu, vậy mà lại bị hủy hoại bởi chiến tranh, bởi chính trị, bởi tham vọng của những kẻ cầm quyền đầy dã tâm, vì quyền lợi sẽ không từ mọi thủ đoạn. Tuy vậy, với ý chí kiên cường, không chút sợ hãi, cậu đã làm tất cả mọi thứ để bảo vệ người thân của mình. Và cuối cùng ước nguyện đó cũng thành hiện thực. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nếu thích video này, các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình. Đừng quên bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video hấp dẫn trong tương lai.